Đừng tin bất cứ gì họ làm vì tôi đã thử nghiệm. Chắc chắn bạn nào cũng biết mấy video như thế này. Họ gọi đây là giải pháp tăng áp lực nước ra bằng cách thêm vào đó các chai nước ngọt. Kết quả, khi cái chai căng đầy, áp lực nước ban đầu tuy là có mạnh, nhưng 3 giây sau, nước trong cái chai tụt xuống, áp lực nước vẫn yếu như thường. Bài học rút ra là tôi mua luôn một cái bơm chạy điện cho nhanh. Lần đầu tiên tôi thấy cách kỹ sư Nhật tháo dỡ một tòa nhà, từ từ từng tầng một, thay vì cho nổ hay đập bỏ toàn bộ. Đây là giải pháp giảm thiểu tiếng ồn cũng như sự phát tán bụi bẩn. Họ dựng lên một hệ thống gồm kích thủy lực kết hợp với bộ khung thép ở phần trên cùng của tòa nhà. Hạ thấp tới đâu, cột và sàn được tháo dỡ tới đó. Lý do gì mà bóng đen đáng sợ này được in lên các bậc thang bằng đá? Dù bạn có tin hay không, cái bóng này là của một người đã bốc hơi tại chỗ chỉ tích tắc vài giây sau vụ nổ bom ở Hiroshima vào năm 1945. Vụ nổ nguyên tử diễn ra ở cự ly gần trong khi người này đang ngồi trên bậc thang chờ ngân hàng mở cửa. Sức nóng của bom đạt 7.000 độ C, biến các bậc thang xung quanh cái bóng đen thành màu trắng. Nó cũng giết chết 146.000 dân thường. Không ngờ người Nga lại có thể tạo ra một cái máy xúc siêu khổng lồ và nặng nề này, lại có thể đi bộ thay vì cách khác. Đó là bởi vì trọng lượng của nó nặng tới 280 tấn, di chuyển chậm chạp như những con chim cánh cụt. Máy xúc cổ đại này được sản xuất ở Liên Xô cũ vào năm 1969, chuyên sử dụng khai thác mỏ. Mỗi lần dịch chuyển bằng hai cái chân, nó được nâng cao lên một chút rồi tiếp đất. Bạn có bao giờ hỏi tại sao bóng tennis lại có lông chưa? Nó thực sự quan trọng trong môn quần vợt. Vận tốc của bóng có thể đạt 257 km/h. Nếu không có lông thì nó có thể nhanh hơn nữa. Do đó, những cái lông này nhằm tạo lực cản, giúp bóng giảm đến tốc độ mà người chơi có thể đánh được.